Pak, nhận như bạn bạn để những cái dòng mà mình có cái chữ kể kể cái này
đúng rồi. Chú sang bên trường đi, để chị ngồi đăng ký khách ngoài cho. Đúng rồi. Thế ai là người khách của trường hôm nay để ai đến thì đây. Đi ngồi ký thử thôi nhá. Anh có chuẩn bị đâu? Anh ơi, đi đi, em bảo bạn đăng ký lại được. Ừ, ở đây chắc chị phải trời luôn cháy bỏng trong tim.